Xem nghiên cứu về cái chỗ phần thông số này, xem nào. Đâu thông số đâu? Đây. Bây giờ phải đi vào cái thực tế của nó, đi chụp cái ảnh cái này lại là có nhìn có rõ không? Nhìn rõ đúng không? Long tham cái IN của nó bằng bao nhiêu nào? Cho anh xem nào. IN của nó bằng bao nhiêu? IN của nó 3200. 3200 đây, cái mark đây. Đấy, IN 3200 rồi. Thế bây giờ chức năng short time nó cài đặt như nào? Em nhìn xem cho anh em là chức năng short time nó bằng cài đặt như nào, nó bằng cái gì? Ghi công thức ra, nó bằng bao nhiêu? Không, EU là bằng 0.7. Rồi. Nhân với là IR là 0.88. Rồi. Đây là cái thời gian. Rồi. Thế tóm lại là nó là bao nhiêu? Bao nhiêu A? Nó là nó sẽ là bao nhiêu A? Đấy, em lấy máy em tính luôn đi. Tức là cái long tham này nó sẽ bằng cái giá trị cài đặt của EU nhân với giá trị cài đặt của IN. Đấy. Đây này, EU này, còn IR nữa này. Thì có phải là EU thì nó bằng cái giá trị cài đặt này nhân với IN đúng không? IN là 3200. Ừ. Thế còn cái EU IR này nó lại bằng cái giá trị cài đặt này nhân với EU. Tức là mình sẽ phải tính EU trước, xong bắt đầu mình tính ra IR. Được chưa? Thì IR nó sẽ là cái thời gian tác động lên đây. Giá trị tác động là IR và thời gian tác động là TR. Đấy, em nhân đi xem là bao nhiêu và bơm luôn thực tế cho anh trên màn hình hiện là bao nhiêu. IU là 3200. Nhân với là... nhân với bao nhiêu? 0.7. Rồi. Nhân tiếp với bao nhiêu nữa? Nhân tiếp với 0.88. Rồi. Bao nhiêu? 1971. 1971. Thế bây giờ thế thời gian này đấy, nó ứng, em nhìn kỹ đi, nhìn sâu vào xem là cái thời gian này nó ứng với bao nhiêu giá trị của IR. Đúng rồi, thời gian này nó ứng với giá trị 6. Vậy nên là cái này em phải nhân lên 6 lần nữa, 11.827 ghi ra. Xong là bây giờ em bơm xem có đúng như thế không. Đâu ghi ra thế nào. 11.827. Ok, xong. Bây giờ nhá, từ từ đã. Em lấy cái giá trị này này, 0.017 này nhân với 0.88 đi, xem là em ra cái giá trị bơm của em là bao nhiêu. 0.087 nhân 0.88 bằng bao nhiêu? 0.616. Rồi, 0.616 em nhân với 6 nữa mà, bởi vì nhân 6 lần cơ mà. 0.6. Em bơm đi, 3.696 bơm. Tích luôn cả cái N này nữa, tích luôn cả cái N này. Đấy, rồi. 3.696. Sao lại 1 kia? Thì đang nuôi về ấy chứ. Vãi cả chú, chú sửa luôn thì lại còn phải nuôi về, anh chịu. 3.696. Bơm đúng. Đây các kỹ sư địa Việt Nam đang đào tạo. 3.696 thì đưa về khoảng 3.67 đi. À 3.7 đi. 3.7 đi. Làm cho nên 3.7 đi. Tại chú để cái giá trị cài đặt lẻ quá. Ấn nhiên. Đây, trên màn hình hiện bao nhiêu? Hơi tối. 45, sau này hiện 45 ký. 45.8. Nó đang chip luôn rồi đấy. Thế thì bây giờ chú phải để cái thời gian dài lên cho anh. Chip là bao nhiêu giây? Chip là... chú phải ợp đi tất cả các chức năng khác đi. Ừ. Anh bảo rồi, test tính năng nào thì bật tính năng đấy lên thôi cơ mà. Cái này là thời gian thôi. Đây, em ợp luôn cái này đi. Rồi, ợp cái này chưa? Rồi, bơm lại cho anh xem nào.
Đấy, bắt đầu nó đếm thời gian này. Giây này, đấy. Trên màn hình xem hiện bao nhiêu. Đấy, 11,9 thấy chưa? Nhìn thấy 11,9, 11,8 chưa? Thế cái giá trị tính của em là bao nhiêu? Nói ra đây xem là cho anh em xem nào. Rồi, ok, 11,8. Đấy, thấy chưa? Thấy cái áp dụng thực tế, thực tiễn nó hay đấy. Chuẩn chỉ bao nhiêu? Thấy chơi tác động là bao nhiêu? 19,7 giây, 19,7 giây. Và trong khi đó ở đây đang cài là đây cho anh em thấy này. Đấy, 20 giây. Đấy, đương nhiên rằng cái này nó sẽ có một sai lệch nào đó nhất định. Đấy là hiểu chưa? Hiểu cái nội dung này chưa? Bây giờ đấy, thay đổi, em thay. Bây giờ học cái chức năng long tham trước. Em thay đổi các giá trị cài đặt đi, xong em tính toán ra đây, xong em bơm thử xem nó chuẩn cái đấy chưa. Đấy, tiếp tục đi. Học dần dần từ từ.